Là phân khúc xe bán chạy nhất, tuy nhiên trong bối cảnh toàn thị trường ô tô Việt Nam đang lao dốc doanh số vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, những mẫu xe đăng hạng B thời gian qua cũng khó tránh khỏi thực trạng ế ẩm. Thực tế này hiển hiện trên báo cáo doanh số hàng tháng, bất chấp các hãng và đại lý thời gian qua đua nhau tung ra nhiều mẫu mã mới cùng những chương trình ưu đãi giảm giá kích cầu tiêu dùng. Cụ thể, báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA và TC Moto cho thấy, kết thúc tháng 4 năm 2020, toàn phân khúc xe đăng hạng B tại Việt Nam bán ra 2.747 xe, con số này giảm mạnh 2.744 xe, tức gần 50% so với tháng trước đó. Trong khi đó, cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020, toàn thị trường có 18.043 chiếc xe đăng hạng B được giao đến tay khách hàng, giảm nhẹ 1% so với 4 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, so với 4 tháng đầu năm ngoái, năm 2020, phân khúc xe đăng hạng B có thêm tân binh Kia Soluto, đồng thời mẫu Mitsubishi Outrage cũng vừa ra mắt thế hệ mới. Xét về thứ hạng, tháng 4 năm 2020, Toyota Vios vẫn là mẫu xe đăng hạng B được khách hàng Việt ưa chuộng nhất với 1.106 xe bán ra. Tuy vậy, nếu so với tháng trước đó, mẫu xe nhà Toyota là cái tên tổn thất doanh số lớn nhất. Cụ thể, tháng 3 năm 2020, Vios đặt doanh số lên đến 2.293 xe. Tính ra doanh số tháng 4 của mẫu xe này giảm mạnh 1.187 xe, tương đương gần 52%. Màn lao dốc của Vios có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cú đấm nặng nề mà đại dịch Covid-19 giáng vào phân khúc xe đăng hạng B nói riêng và thị trường ô tô Việt nói chung. Bởi lẽ, mẫu xe nhà Toyota lâu nay vốn dĩ luôn thống trị với doanh số ngất ngưởng, nay cũng bị kéo doanh số về mức chỉ hơn 1.000 xe. Ngay cả trong bối cảnh hãng xe Nhật đã liên tục tung khuyến mãi giảm giá kích cầu, thậm chí trình làng cả bản nâng cấp với thêm trang bị nhằm lôi kéo khách hàng. Xếp ngay sau Vios là mẫu Hyundai Accent. Mẫu xe Hàn Quốc tháng vừa qua dù giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh số phân khúc xe đăng hạng B, tuy nhiên doanh số cũng sụt giảm mạnh. Nếu tháng 3 năm 2020, Accent bán ra đến 1.543 xe, thì trong tháng 4, doanh số mẫu xe này giảm hơn 60%, về mức thấp kỷ lục kể từ khi Accent bán ra thế hệ mới tại Việt Nam chỉ 618 xe. Xếp ngay sau Vios và Accent là Kia Soluto. Trong bối cảnh hầu hết đối thủ lao dốc doanh số, tháng 4 vừa qua, Soluto nhìn chung vẫn duy trì được phong độ khi đạt lượng xe bán ra 401 xe. Nếu so với tháng trước đó, doanh số Soluto chỉ giảm nhẹ 115 xe. Đáng nói, với lượng xe bán ra ấn tượng giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, Soluto vượt mặt cả đàn em Kia Morning, trở thành mẫu xe Kia bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, Honda City và Mitsubishi Outrage cũng bắt tay nhau giảm doanh số. Nếu tháng 3, cả hai mẫu xe Nhật này đều bán ra trên 400 xe, thì qua tháng 4, lượng xe City và Outrage bán ra đều giảm đáng kể. Nặng nhất là Honda City với mức giảm 315 xe, từ 476 xe trong tháng 3 xuống chỉ còn 161 xe ở tháng 4. Trong khi Mitsubishi Outrage, sau những tháng đầu bán ra thế hệ mới khá khởi sắc, tháng vừa qua cũng giảm chỉ còn 297 xe đến tay khách hàng. Ở nhóm cuối, Mazda 2 Sedan và Nissan Sunny cũng giảm nhẹ doanh số. Mazda 2 Sedan bán ra 124 xe, giảm 68 xe so với tháng 3, trong khi Sunny dù được Nissan Việt Nam tung ưu đãi, giảm giá bán nhưng vẫn không khởi sắc. Tháng vừa qua, mẫu xe này vẫn ế nhất phân khúc với vỏn vẹn 40 xe đến tay người tiêu dùng, giảm 13 xe so với tháng trước đó. Tháng 5 năm 2020, khi thị trường mở cửa trở lại, phân khúc xe đăng hạng B tại Việt Nam dự kiến sẽ nóng hơn. Sự cạnh tranh không chỉ bằng những màn giảm giá tặng ưu đãi mà cả mẫu mã ngày càng đa dạng. Toyota Vios và Mazda 2 Sedan đang có bản cải tiến, Mitsubishi Outrage vừa chơi lớn với thế hệ mới lột xác hoàn toàn, đồng thời đè giá sát đáy, ngang ngửa tân binh Kia Soluto của Taco. Cuộc đua còn kịch tính hơn khi Honda City cũng trình làng thế hệ mới, Suzuki Sias, sau gần nửa năm vắng bóng, dự kiến cũng sẽ trở lại thị trường với nhiều nâng cấp.